loạt biểu cảm ấn tượng của Lim Ji-jung trong phim mới đóng cùng Kim Tae-hee. Những hình ảnh đáng chú ý của nữ diễn viên Lim Ji-jung trong Lies Hidden in My Garden, bộ phim cô hợp tác cùng Kim Tae-hee. Thời điểm hiện tại, các khán giả yêu điện ảnh Hàn Quốc đang chờ đợi từng ngày để được thưởng thức Lies Hidden in My Garden. Đây là bộ phim có sự góp mặt của hai nữ ngôi sao nổi tiếng Lim Ji-jung và Kim Tae-hee. Hồi đầu năm nay, Lim Ji-jung đã gây ấn tượng khi đảm nhận vai phản diện Park Ji-jung trong bom tấn Thay Glory. Diễn xuất của nữ diễn viên 32 tuổi được đánh giá rất cao và cô thậm chí còn thắng giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Big Sang 2023. Đến với Lies Hidden in My Garden, các khán giả tiếp tục đặt nhiều niềm tin vào Lim Ji-jung, nhất là sau khi được chứng kiến phần nào diễn xuất của cô qua trailer phim được Jenny tư vấn phát hành. Nói thêm về Lies Hidden in My Garden, đây là một bộ phim giật gân kể về hai người phụ nữ có hoàn cảnh trái ngược nhau. Du Jan, Kim Tae-hee là vợ của một người chồng thành đạt và ở trong ngôi nhà cực kỳ đẹp đẽ, tiện nghi. Mọi thứ với Du Jan toàn là màu hồng, cho đến khi cô phát hiện ra sân sau nhà mình tỏa ra mùi xác chết. Ở chiều ngược lại, Sang Eun, Lim Ji-jung là một người phụ nữ phải sống trong cảnh thiếu thốn và còn chịu bạo lực gia đình. Cô luôn mong ước được thoát khỏi thực tại đầy khổ đau. Một ngày kia, Sang Eun bất ngờ nhận được thông báo rằng chồng cô đã qua đời. Trong đoạn trailer, Sang Eun đã nói với Du Jan rằng chồng của cô là kẻ sát nhân. Liệu chân tướng của mọi chuyện là gì? Đáp án cho câu hỏi này sẽ dần được hé mở khi bộ phim lên sóng kể từ ngày 19 tháng 6.